Sáng thời hôm qua, từ San Jose, Santa Clara, Oakland, Stockton, Sacramento, San Francisco tới lên đây. Là cái này mình biết là chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi. Mà cộng đồng quý vị đã bỏ việc làm, bỏ gia đình đi tới lên đây. Janice xin cảm ơn quý vị đã mình phải giúp hết mỗi thành phố trong tiểu bang Cali. Mình không có quên được một cái thành phố nào hết á. So, thưa quý vị á, mình mới nghe đây, mới đây thôi. Là ông phó thị trưởng, ông là ông như bằng là vice mayor, không phải phó thị trưởng. Phó thị trưởng là mayor pro tem ở thành phố Sacramento, có một người mayor pro tem luôn. So, ông vice mayor á, văn phòng của ông mới nói á, là cái bữa họp 3 giờ đã cancel. Và thứ nhì, cái bữa họp của hội đồng thành phố Sacramento 6 giờ cũng cái item của trong cái agenda để đem mấy cái để đón phái đoàn của thành phố Hồ Chí Minh á, 6 giờ ở tới thành phố đã cũng bị cancel. However, giáo đang hỏi. But Mark, did we find out? They're giving us something? For both or just one? They gotta get us something or we can tell them that. Even if it's an email, they want something that they can withdraw on the agenda, something official. They can give it to the clerk and give me a copy of it. Real quick, they're withdrawing that agenda item. So, thưa quý vị, trên văn phòng của chúng tôi đang liên lạc với thành phố và mình muốn là if they mà cancel cái meeting của 6 giờ á, của hội đồng thành phố Sacramento á, mình muốn một cái lá thư. Either một cái lá thư cho Janice, một cái lá thư cho bà clerk, một cái email. Chỉ cần nói là I withdraw cái item đó thôi. Yeah. Thì thưa quý vị, mình đã ở đây rồi. Mình đừng có đi về xong á, để làm luôn. Yeah. 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 So, xin quý vị ở lại cho chúng tôi và văn phòng đang lo việc này để coi mình lấy được á. Rồi xong á, thì bà Alice á, quý vị cũng thấy á, cái số mạnh của mình á, là nhờ cái đoàn kết của cộng đồng. Yeah. Yeah. Không có đoàn kết của cộng đồng á, thì mình không có làm được, phải không? Yeah. Và cộng đồng ở Sacramento, quý vị đâu? San Francisco, Sacramento từ sáng nay đã giúp cho chúng tôi kéo quý vị luôn và đã làm hết mấy cái organizing. So Janet cũng xin cảm ơn quý vị. Và so bây giờ chúng tôi sẽ đưa lại cho bên Sacramento nói mấy lời. Rồi xong mới là quý vị ở lại mình đợi để cho mình lấy được. Even though nó một cái email, một hai cái sentence thôi. We are withdrawing the agenda item. That's all we need. Rồi xong mới. Bravo, thầy giảng cho thầy quý vị. Thưa quý vị, trước khi Đinh La Thăng trấn thủ phía Nam tại Thành Hồ, nơi đây đã từng nằm dưới sự cai trị của tên đại quan tham Lê Thanh Hải. Hải xuất thân từ một tên thợ hàn, nhờ chuyên luồn cúi nâng khăn sửa túi cho Võ Văn Kiệt mà len lỏi leo lên các chức tước quan trọng trong hàng ngũ cán cổng. Và cuối cùng là chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, cai trị và vơ vét trong vòng 10 năm. Cũng vì chịu ơn Võ Văn Kiệt, nên sau này Lê Thanh Hải đã nâng đỡ và dìu dắt Võ Văn Thưởng là quý tử của ông Kiệt và bà Phan Lương Cầm. Cho đến khi Thưởng đủ lông đủ cánh, được cất nhắc vào Bộ Chính trị giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thì cũng là lúc Lê Thanh Hải bị thất sủng. Trạng chết, Chúa cũng băng hà. Lãnh Chúa ở đây là viên bí thư Sài Gòn Lê Thanh Hải. Y đã khóc cho Võ Văn Thưởng phải rời Thành Hồ, bị đá lên. Nhưng thật sự, những giọt nước mắt kia cho chính mình. Đúng hơn là cho dòng họ Trương với gia sản kếch xù đã phát lên trong suốt 10 năm cầm quyền, tạo nên tư bản đỏ Trương Mỹ Hoa, Trương Thị Hiền, Trương Mỹ Lan với đại công ty Vạn Thịnh Phát giàu nhất Việt Nam hiện nay, đó là nhà vợ của bí thư Lê Thanh Hải.
Có lẽ một chút niềm vui của Nguyễn Tấn Dũng trong những ngày cuối cùng khi phải rời chức thủ tướng là lệnh bài tước hết uy quyền của anh hai. Một biệt danh trong sự kiêng sợ được giới quan chức cấp quận huyện sở ngành tại thành phố này hay nói về Lê Thanh Hải. Từ một ứng viên sáng giá cho chức chủ tịch nước, quan tham tiêu biểu đồng thời biết thu tóm quyền lực bậc nhất trong hàng các bí thư về tay dòng họ gia đình chị họ Lê Trương. Thế mà người ta đã cố gạt ông ra. Ông cũng ân hận vì nhẹ dạ, háo danh trước những con rắn độc từ hang Bác Bó và bè lũ tự cho có lý luận Bắc Hà. Sài Gòn, kinh đô cũ của miền Nam, miền đất hứa là niên vàng ngọc châu báu, không thể thoát khỏi con mắt của Nguyễn Tấn Dũng. Nên từ rất sớm, năm 2001, Lê Mạnh Hà, con trai Lê Đức Anh đã được ông Dũng cắm vào đây, nhưng đã bị đánh bật phải quay về Hà Nội làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Nơi đây có cây nhà lá vườn, dù xương sổ vẫn ấm hơn. Phu nhân là bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước. Nguyễn Thanh Nghị cũng được ông Dũng đưa vào làm Phó Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc, nhưng không được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Sài Gòn. Ông Dũng phải đưa Nghị vào Trung ương Ủy viên Dự khuyết, thông qua đề cử trực tiếp, vân vân. Nghĩa là người của Dũng không thể lọt vào công cuộc cai trị của gia đình họ Lê Trương. Con đường tiến thân của Y, từ một thanh niên sung phong, ngăn sông cấm chợ, diệt quán hàng rong, yếu tố Trung Hoa là đậm nét nhất đã đưa Y lên đỉnh cao. Câu châm ngôn cũng là triết lý sống của tỷ phú Trần Thành đưa ra để an ủi, dẫn đường người Hoa ở Chợ Lớn khi bị Cộng sản vào chiếm miền Nam, đánh tư sản, cướp đoạt tài sản. Đó là Cộng sản cũng phải sống, cũng cần phải ăn. Nó đã ứng nghiệm khi Lê Thanh Hải bắt đầu làm bí thư quận 5 Sài Gòn. Các hội đoàn người Hoa đang nằm im chờ thời từ sau năm 1979, bây giờ bừng tỉnh giấc. Cũng từ đây, nguyên lý bất khả chiến bại, cái gì không mua được bằng tiền, có thể mua được bằng rất nhiều tiền, lại được giới giang hồ Sài Gòn dùng làm chìa khóa bẻ gãy mọi cánh cửa quyền lực, chuyên chính vô sản. Chính sự nhộn nhịp, năng động này ở quận 5 khởi sắc cho một niềm tin, làm nền cho đổi mới tư duy của lãnh đạo Hà Nội, đồng thời cũng là bệ phóng cho những thành đạt chính trị của Lê Thanh Hải. Không ai trong chúng ta quên được rằng, trong suốt những năm 90, giá vàng và giá đô la của Việt Nam đều do các đại gia người Hoa tại quận 5 quyết định. Trung ương Hà Nội hoàn toàn bất lực, nền công nghiệp sản xuất hàng hóa của Việt Nam sau thời kỳ bao cấp từ năm 1986, bắt đầu từ các nhà sản xuất người Hoa quận 5, những người duy nhất có thể nhập chui công nghệ từ Trung Quốc. Yếu tố Trung Hoa đã giúp Lê Thanh Hải từ quận 5 lần lượt lên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Bí thư, rồi bắt đầu từ năm 2006 trở thành Bí thư Thành ủy, người có chức vụ cao nhất trong bộ máy quyền lực của Sài Gòn. Vụ án nhận hối lộ 2 triệu đô la của Huỳnh Ngọc Sĩ, Phó Giám đốc Giao thông Công Chánh, thông gia với Lê Thanh Hải hồi tháng 10 năm 2010. Khi điều tra vụ án, có nhiều chi tiết liên quan tới chính Lê Thanh Hải và hàng loạt những liên kết tham nhũng. Mọi tin đồn Lê Thanh Hải được điều tra làm trưởng ban kinh tế trung ương. Song cuối cùng thì Huỳnh Ngọc Sĩ nhận án chung thân, nhưng Lê Thanh Hải vẫn tồn tại. Song hành với Lê Thanh Hải một cách kín đáo bí mật, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phát triển với tốc độ không thể tưởng tượng. Trương Thị Mỹ Lan, từ một tiểu thương người Việt gốc Hoa bán vải chợ Bến Thành, không biết đã móc nối thành công từ lúc nào với bí thư Lê Thanh Hải, có vợ là Trương Thị Hiền, em ruột bà Trương Thị Mỹ Hoa, phó chủ tịch nước. Người ta vẫn lầm tưởng Trương Mỹ Lan cũng là em bà Trương Mỹ Hoa và họ hàng với Trương Tấn Sang. Thực hư không ai rõ, nhưng chắc chắn có sự cấu kết trong quan hệ lợi ích nhóm. Sau một vài năm, bà Trương Mỹ Lan đuổi sang kinh doanh khách sạn và nhà hàng tại quận 5. Rồi như có phép màu, trong vòng chưa đầy chục năm sau, bà trở thành chủ của tập đoàn bất động sản tư nhân lớn nhất Việt Nam. Với số vốn điều lệ 12.800 tỷ đồng, vượt xa tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng 9.300 tỷ. Và Hoàng Anh Gia Lai của Bảo Đức 7.200 tỷ. Mọi sự vật đều biến đổi không ngừng. Nay con số này đã có thể thay đổi vì tất cả đều lưu chảy. Vạn Thịnh Phát là chủ sở hữu của khách sạn thương mại An Đông Windsor Plaza Hotel và cao ốc căn hộ cao cấp Seoul Residence. Tòa nhà Times Square nằm ngay sát tòa nhà Bitexco, khách sạn 6 sao duy nhất tại Sài Gòn, có sân đậu trực thăng trên sân thượng. Ngoài ra, công ty còn triển khai hàng trăm dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu nghỉ dưỡng, du lịch trên khắp địa bàn Hòn Ngọc Viễn Đông. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa cấp phép cho tập đoàn đầu tư 16 dự án bất động sản trên địa bàn huyện Cần Duộc, gồm có 3 dự án đầu tư cụm công nghiệp, 7 khu dân cư thương mại dịch vụ và nhiều dự án nhà ở tái định cư.
Với tổng diện tích trên 1.500 hectare, tổng giá trị đầu tư lên tới hàng tỷ đô. Tập đoàn này là người vừa thương lượng thành công mua lại tòa nhà khổng lồ Thuận Kiều Plaza, có vị trí đắc địa tại trung tâm quận 5, với giá đầu tư 55 triệu đô la từ cách đây 20 năm, sẽ phá đi xây lại. Công ty đầu tư An Đông, một công ty con của tập đoàn, vừa ngang hũ mua lại tòa biệt thự Pháp lớn nhất Sài Gòn, có tên là biệt thự 100 cửa, với giá 39 triệu đô la, v.v. Dạo trên phố đi bộ lớn nhất Việt Nam hiện nay, đại lộ Nguyễn Huệ, ai cũng dễ dàng nhìn thấy tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang sở hữu gần hết các tòa nhà, các cao ốc, các khách sạn, các khu trung tâm thương mại bề thế và quan trọng nhất, dọc hai bên đường, các khu tứ giác còn sót lại của con đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, hầu như cũng chuẩn bị lọt vào tầm tay của họ Trương. Vạn Thịnh Phát có phép màu gì để thành công nhanh chóng như vậy? Lời khai của Dương Chi Dũng tại tòa về việc nhận chuyển của Trương Mỹ Lan 1 triệu đô la cho một cấp trên để được nhận dự án, lập tức tắt ngấm cùng với cái chết rất đúng của Thượng tướng Phạm Quý Ngọ. Không một lời bàn tán, không một báo chí nào đả động. Dấu ấn im lặng của bà Trương Mỹ Lan trong vụ Dương Chi Dũng. Và những lời đồn từ vỉa hè thì không thế lực nào ngăn cản được, rằng người nhà của toàn bộ thường vụ đảng thành phố hàng tháng đều nhận một gói quà có giá trị 10.000 đô la từ suốt gần 20 năm nay. Tất cả những thông tin kiểu này đều không thể kiểm chứng, nhưng cũng không ai bác bỏ, kín tiếng và chi tiền không tiếc tay. Cùng với gốc gác Hoa Kiều của bà chủ họ Trương, làm người ta liên tưởng tới hai nguyên tắc vàng của Hội Tam Hoàng có tổ tiên từ Trung Quốc, đó là bí mật tuyệt đối tung tích, tránh xa dư luận, lẩn trốn báo chí, không để lại dấu vết trên truyền thông. Nguyên tắc thứ hai là tiền đi trước giao dịch. Quận 1 là khu vực trung tâm của Sài Gòn và cũng là nơi có mức sống cao nhất của thành phố về mọi mặt. Hạt nhân đỏ mà người ta gọi là hạt giống đỏ trong bộ máy cai trị của chế độ Lê Trương Hải Hiếu là con trai đầu của bí thư Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh tự thiêu của bà Lê Thị Tuyết Mai trước Dinh Độc Lập để phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Hải Hiếu đã phát ngôn trước báo giới theo điều tra ban đầu. Nguyên nhân khiến người phụ nữ này tự thiêu là do bế tắc về cuộc sống, đã khiến dư luận công phẫn về lời giải thích kiểu này, vì quả thật bà đã đốt ánh sáng soi đường cho những người yêu nước như khẩu hiệu của người vị quốc vong thân. Em trai ông Hải là Lê Tấn Hùng, hiện đang giữ chức chỉ huy trưởng lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh, một lực lượng vừa tình báo, vừa để trấn áp tất cả những cuộc biểu tình. Một tập hợp những kẻ ra vào khám theo cách lấy côn đồ trị côn đồ, lấy du côn du đãng bất nhân trị đối kháng. Nhà giam Chí Hòa hơn mọi thời không còn chỗ chứa, cùng hệ thống giam giữ ngày càng phình to tại các quận, huyện, xã phường. Nhà giam, trại cai nghiện càng phát triển nhanh chóng hơn trường học. Sinh ra trong một gia đình cán bộ cao cấp, với lý lịch đỏ chói như trên, Lê Trương Hải Hiếu được xem là thành phần thuộc thế hệ thái tử đảng sẽ được truyền ngôi nhằm cai trị đất nước trong tương lai. Tương tự chế độ cha truyền con nối tại Bắc Triều Tiên. Trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn, Lê Trương Hải Hiếu nhiều lần xuất hiện trong nhóm chống biểu tình mà cha của y là bí thư Lê Thanh Hải đã chỉ đạo đòi tiêu diệt các nhóm biểu tình chống Trung Quốc xâm lược tại Sài Gòn. Trùm tham nhũng Lê Thanh Hải kêu gọi nêu gương liêm khiết. Y phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri và mạnh miệng tuyên bố, những kẻ tham nhũng tiền của nhà nước, nhân dân thì đúng là một tội ác. Quả là một sự trơ trẽn tột cùng như con đĩ giặc nói về Tuyết Trinh. Người dân Sài Gòn ai cũng rõ gia đình Lê Thanh Hải và nhóm tay sai dưới quyền của ông chính là thế lực tham nhũng số 1 tại Sài Gòn. Không chỉ tham nhũng tiền dân, nhóm lợi ích do Lê Thanh Hải bảo kê chính là thủ phạm cướp đất, đẩy hàng chục ngàn hộ dân ra đường. Nhiều trường hợp người dân đã phải tự thiêu phản đối, có người phải chết trong uất hận, nhiều người khác bị bỏ tù vì phản đối cướp đất. Hầu hết các đơn thư tố cáo tội ác của bí thư Lê Thanh Hải đều bị lờ đi, bởi lẽ nhân vật này là một trong 16 ủy viên Bộ Chính trị được Đảng Cộng sản bảo kê, thậm chí những người viết đơn tố cáo còn bị trả thù. Tại Sài Gòn, bí thư Lê Thanh Hải không có đối thủ chính trị, mọi quyền lực đều nằm trong tay gia đình, anh em và con cái của y, gia tộc Lê Thanh Hải. Phu nhân là bà Trương Thị Hiền, hiệu trưởng trường cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, xui gia với Huỳnh Ngọc Sĩ, hiện đang ngồi tù do tham nhũng. Ngoài ra, những kẻ tay sai đắc lực trong việc cướp đất dân nghèo đều được bí thư Lê Thanh Hải cất nhắc đưa lên cao. Điển hình là nhân vật Tất Thành Cang, sau một thời gian ra sức cướp đất của nhân dân quận 2, đã được đưa lên giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Có thể khẳng định,
thế lực tham nhũng số 1 tại Sài Gòn không ai khác chính là Lê Thanh Hải. Tại khu Nam, gia đình Lê Thanh Hải sở hữu hàng ngàn hecta đất, cả triệu mét vuông đất mặt đường từ thành phố ra biển Cần Giờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần bình luận có tựa đề Lê Thanh Hải từ tên thợ hàn trở thành đại tham quan, phần 1. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin đừng quên bấm đăng ký để đón nghe phần 2 trong bài đọc tới. Và cũng xin chúc quý vị một năm mới an khang.